Kính chào tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đang theo dõi kênh Phú Hiếu Nguyễn Cuộc Sống Ở Đức. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 3 tây tháng 3 năm 2022, và giờ này đang là 3 giờ chiều. Và mình hiện đang có mặt ở tại Palmet Garden. Vì thời tiết bên ngoài hôm nay rất là đẹp các bạn. Giờ này các bạn biết là 3 giờ chiều mà ngoài trời vẫn có nắng, đứng gió, bầu trời thì trong xanh, thời tiết rất đẹp. Và vậy mình quay lại đây tại vì hôm bữa thứ bảy vừa rồi á, mình có quay một cái video ở Palmet Garden này. Sau một thời gian mấy tháng vừa qua mình quay lại, nhưng mà hôm đó mình quay ở bên cái trang Phú Hiếu Nguyễn á, thì nó lại mình đi quay lại vào ngày thứ bảy, các bạn, vào ngày thứ bảy. Và vậy người ta quá đông đi, trên chính vì vậy hôm nay là mình mới rút kinh nghiệm, mình đi quay vào cái ngày thường để cho nó bớt người chút. Chứ còn thường thường ở cái khu vực này á, nhất là bây giờ cái năm nay là cái mùa đông nó lại quá đẹp đi. Và vậy các bạn biết được là cuối tuần nó đông lắm các bạn, người nó đông như kiến luôn. Và vậy trên như là cái thứ bảy thì đi quay nó không có được vướng người, vướng nhất nhiều quá không đẹp. Trên hôm nay mình cố tình mình đi vào cái ngày thường để quay cho nó được rõ ràng cho các bạn. Đây các bạn thấy cái hồ này á, là tại vì bây giờ nó đang là mùa đông, các bạn không? Nó đang là mùa đông. Chính vì vậy á, là những cái gốc sen súng nó vẫn còn nằm yên ở dưới, các bạn, nó không chết. Cái loại súng bông, súng bông sen này là chịu lạnh được, nhưng mà tại vì là giờ này á, là các bạn biết là buổi tối nó vẫn còn độ trừ, đâm ra là những cái cây bông súng bông sen nó vẫn chưa có chỗ lá chỗ bông ra được. Nếu như mà bắt đầu tới mùa xuân thì nó sẽ lại xanh ra lại, rồi bắt đầu coi như là mùa hè thì bắt đầu nó lại bung lên hết. Đó. Mời các bạn đi theo mình nha. Hai chú này thì cũng, hai cái chú vịt trời này thì mới từ cái hồ nhảy lên, rồi bây giờ đang đi bộ đi dạo lững tững. Chắc là nó tắm một hồi rồi bây giờ bắt đầu nó muốn đi bộ, và để bắt đầu lát nó lại ra nắng nó nằm. Mà các bạn, mấy cái con vịt này nó rất là khôn, đúng không? Sau khi mà nó tắm xong rồi á, thì nó sẽ ra ngoài nắng nó nằm, nó phơi lông, phơi cánh cho nó ấm áp. Hôm nay thì trời nắng đẹp lắm các bạn, nhưng mà thật ra ở bên trong này á, thì nó cũng chưa có cái gì gọi là đặc biệt quá. Lý do là tại vì những cái nhà kính họ còn đóng cửa, một phần là do dịch bệnh Corona Covid-19 nó vẫn còn coi như là hoàn hành, một mặt nữa là mùa đông. Chính vì vậy họ coi như là bây giờ họ xới đất xới riết lên hết, và bắt đầu họ ương họ trồng thì cũng bắt buộc phải có một thời gian nào đó thì bắt đầu có bông hoa nó mới đâm chồi nảy lọc và nó mới ra bông ra hoa. Giờ này là họ vô trong đây là họ chỉ có coi sơ sơ, rồi họ ngồi để họ phơi nắng đó. Giống như các bạn thấy mấy bà già nè, mấy ông bà già nè toàn 80 độ lên không các bạn, toàn là 80, 90 có, thậm chí có nhiều ông bà cả 100 tuổi cũng có nữa, ngồi phơi nắng đó. Như ông này là đang ngồi nhắm mắt lại để hưởng cây mặt trời. Tại vì các bạn biết được là như ở bên Đức này á, thì ở bên Đức này thì cái nói mà cái nắng nó rất là ít, rất là hiếm các bạn không? Chứ không có phải giống như nắng giống như là cái Sài Gòn của bên Việt Nam mình thì gặp nắng là trốn, gặp nắng là trốn. Mà thật sự mình cũng nói thẳng với các bạn luôn á, bên đây á, thì mình còn mê nắng, tại vì nó quá ít nắng đi, các bạn không? Nó quá ít nắng, đâm ra rốt cuộc mình còn mê. Chứ còn mấy cái kỳ mà mình về Việt Nam á, mà mình về đúng ngay là cái lúc mà cái tháng 4 á,
là mình ra đường mình chịu cũng không nổi luôn các bạn. Nói thiệt là mình ra đường lúc đó mình chịu cũng không nổi luôn. Tại sao mà mình nói mình chịu không nổi? Thứ nhất là các bạn biết cái tháng 4 là cái tháng mà nó nóng nhất trong năm, đồng thời là cái giờ cao điểm á, là đi ra đường nổi cả mấy trăm ngàn, cả triệu chiếc xe gắn máy. Thì cái nổi cái mùi xăng, cái mùi khói của những cái chiếc xe mà gắn máy của họ chạy, họ thải ra là coi như thở không nổi luôn các bạn. Thở không nổi luôn. Chẳng bù cho bên đây thì cứ gặp nắng là coi như bắt đầu người ta ra, người ta ngồi, người ta phơi nắng. Đông hoa cây cối trong đây thì bây giờ cũng chưa có nhiều, nhưng mà có một cái là cái thời tiết này thì vô trong đây đi dạo cũng được các bạn. Vô đi dạo cũng rất là lý tưởng. Thời tiết các bạn thấy hôm nay không? Đẹp không? Gần như là coi như 2 tuần lễ vừa rồi qua là hầu như là ngày nào cũng có nắng hết các bạn. Hầu như là ngày nào cũng có nắng. Lâu lâu thì ông mưa một ngày, xong rồi bắt đầu lại nắng lên 2-3 ngày. Đúng không? Giống như là trong thời tiết hôm qua họ nói là hôm nay nắng, mai nắng, ngày mai, ngày mốt cũng nắng luôn. Nắng từ đây cho tới cuối tuần luôn các bạn. Đó, như cái nhà kính này đằng trước mặt của các bạn này, cái nhà kính này thì nó mở nè các bạn. Cách đây 2-3 ngày trước là mình vô trong đây mình quay cho các bạn coi mà cái triển lãm mà về tất cả mọi mặt mà của trong Ban Vang Garden. Đó là cái nhà kính đó đó, nhà kính trước mặt của các bạn nè. Thì cái nhà kính này thì mở, nhưng mà cách đây 2-3 hôm mình có quay rồi và bây giờ mình cũng không có cần phải vô bên trong có nữa. Như mấy cái bụi này nè các bạn thấy không, họ cũng cắt, họ tỉa hết và họ bó lại hết để coi như cho tới cái mùa xuân bắt đầu nó bung ra. Cái này là cũng một giống cỏ đó nha các bạn, một cái giống cỏ rất đặc biệt, nó được gọi là Pampas Grass. Đó, tất cả những cái luống đất của họ là họ xới lên hết rồi các bạn thấy không? Sới lên, đánh đất, xốp lên hết mà bắt đầu họ đang trồng. Những cái loại cây này là cũng giống giống một cái loại cây mà giống giống như là cây đâu để mình coi coi cái cây này tên gì nha các bạn. Nó được gọi là Sophie Scholl. Nhìn thì nó giống giống như là cái
cái cây sống đời á các bạn, nhưng mà cái bông của nó thì nó lại y chang như cái bông hồng. Đây mình cố tình quay, mình để sát xịt xuống dưới sát mặt đất luôn cho các bạn coi đó. Nhìn nó là nhìn nó y chang như cái bông hồng đó các bạn. Còn ở trong cái Palmer Garden này các bạn thấy nó có rất là nhiều cái biểu tượng được làm bằng đồng. Đó, như cái hình này là nó cũng thuộc về nghệ thuật. Rất là đẹp. Có hai người ngồi. Đang cái cô con gái thì đang ngồi đọc sách. Còn cái anh chàng con trai thì đang kề tai thầm thì nói nhỏ vô tai của cô bạn gái. Công nhận là cái Palmer Garden này là mình tới cái khu vực này là không biết bao nhiêu lần rồi các bạn. Vậy mà mình mỗi một lần mình tới á, là mình vẫn thích các bạn. Không biết các bạn coi video của mình quay thì các bạn thấy sao. Nhưng mà riêng với bản thân mình thì mình rất là thích cái khu vực Palmer Garden này các bạn. Nó rất là đẹp. Đủ mặt đủ hết các bạn. Bông hoa cây cảnh, sông nước hồ cá, rồi về những cái hồ, những cái ao mà thả bông súng bông sen, tức là vừa có coi như là châu Âu mà vừa có châu Á, tức là hầu như là toàn thế giới là nó gộp hết vô trong một cái Palmer Garden này các bạn. Đó các bạn thấy không, ở cái khu này á thì đây nè các bạn nè, mình để gần tới cho các bạn coi. Thun bần bông, tức là cây lily á các bạn. Thun bần là lily, bông lily đó. Các bạn coi bông lily bây giờ họ trồng nè, trồng nhìn trên một cái bãi cỏ xanh mà nhìn cái bông lily của họ là họ trồng, bây giờ bắt đầu là nó rập nguyên cả một cái bãi cỏ người ta luôn, toàn là bông lily không, đủ màu đủ sắc hết. Đây quay gần tới cho các bạn coi luôn. Đẹp không các bạn? Còn trước mặt của mình á là một cái hồ. Nó có hai cái con rai cá. Và giờ này thì cái hồ này á là họ chưa có làm lại nha các bạn, vì lý do là mùa đông. Chứ còn đúng ra là coi như là hai cái con rai cá đó lúc nào nó cũng xịt nước 24/24. Cái hồ này thì chắc mình nghĩ là chắc mai mốt là tới lúc mà coi như là hết mùa đông rồi chắc họ phải làm lại các bạn. Họ phải coi như làm lại, lý do là tại vì coi như bây giờ đang là mùa đông. Mà các bạn biết được là buổi tối á là giờ này nó vẫn còn lạnh nha các bạn. Buổi tối ở Phan Phuộc nó vẫn trừ đó các bạn, độ trừ tùy theo à, có đêm thì -2, -4, -5 độ. Và vậy trên cái hồ này á, thì nó cũng không có được sâu các bạn không, hồ này thì nó cũng thấp thôi, tức là nó ở giữa hồ á thì nó cỡ độ khoảng chừng, nó chừng khoảng cỡ chừng khoảng chừng 7-8 tấc các bạn không, 7-8 tấc chưa đầy 1 mét. Và hiện tại bây giờ mình thấy ở trên cái mặt hồ nó đang đóng một lớp băng các bạn, đóng một lớp băng rất là mỏng. Đây mình muốn quay mình chia sẻ tới các bạn nha. Đây là trên tay mình là các bạn thấy mình có một cái cây nè, có một cái cây đó mình khỏ xuống
các bạn thấy không? Đó, bây giờ nó lủng đó. Đây nè, đó. Đâm xuống, thí dụ mình đâm, mình dùng sức mình đâm xuống. Đó. 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 Thì các bạn thấy là nó có một cái lớp băng rất là mỏng thôi. Đúng không? Một lớp băng rất mỏng. Tại vì mùa đông á là ban đêm, mình nói các bạn là nó vẫn trời. Và vậy cho nên nó vẫn có một cái lớp băng nè. Đó. Các bạn thấy mình khọ xuống là các bạn thấy rồi đó. Thấy không? Đó. Đó, cái băng nó lùng ra đó. Đó, các bạn thấy không? Đây, mình cầm cái tay mình lên luôn cho các bạn coi luôn. Một cái lớp băng. Đây. Các bạn thấy trên tay mình đang cầm một cái lớp mỏng dính nè các bạn. Nè, đó, mình để cái độ dày cho các bạn coi luôn nè. Nó mỏng dính nè. Nhìn thì giống như một cái tấm kính đó, nhưng mà là đá đó các bạn. Băng đá đó. Là tại vì ban đêm nó lạnh đó. Nó lạnh, nó độ trừ đó. Đó, băng đá cho các bạn thấy luôn. Đó. Đóng một lớp băng. Và cái khúc này á, cái hồ này á, thì thường thường là nó dễ đóng băng hơn là mấy cái hồ khác. Lý do là tại vì cái ánh nắng mặt trời á là nó ít chiếu ở cái hướng này. Đúng không? Ít chiếu ở cái hướng này, chỉ trừ trường hợp là tới mùa hè nó nóng á, thì hầu như là trong đây chỗ nào cũng có nắng hết. Nhưng mà cái mùa đông năm nay là nó đặc biệt, cho nên nó có nắng chút thôi. Nhưng mà cái nắng này á, nó vẫn chưa đủ để coi như là làm cho nó ấm áp. Đúng không? Chính vì vậy là cái hồ này nó mới đóng băng là vậy đó các bạn. Đó, các bạn thấy ở giữa hồ là đóng băng hết á. Một lớp mỏng thôi, nhưng mà đóng băng hết. Không biết là các bạn nhìn, các bạn có thấy rõ hay không, nhưng mà nó đóng băng hết đó. Để bây giờ mình kéo ngắn lại thêm một chút xíu, kéo gần lại cho các bạn thấy là cái mặt hồ nó đóng băng cho nó dễ nha các bạn. Đó. Các bạn nhìn thấy, các bạn không thấy nước được, mà các bạn thấy một cái lớp ở bên trên nó bong 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 bóng. Đó là cái lớp băng đó. Thấy hôm nay cứ nói ngày thường thôi, chứ trong đây cũng đông quá các bạn. Đương nhiên là không đông bằng được cái ngày cuối tuần, nhưng mà giờ này các bạn biết 3 giờ mấy 4 giờ, gần 3 giờ mấy gần 4 giờ, vậy mà trong đây người cũng vẫn đông, cũng vẫn còn có người ta đi vô để ta tham quan để coi. Cái cây này các bạn thấy được cái trái của nó chùm mà màu đỏ rất là đẹp các bạn. Cây lá thì màu xanh, mà cái chùm trái nhỏ lại màu đỏ đậm, và nó làm nổi bật lên trên cái nền lá màu xanh, nhìn trông rất đẹp các bạn. Và bây giờ mình cũng xin tạm ngưng cái clip ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình video tới. Tại giờ này cũng là còn đang mùa đông, và từ đây cho tới mùa hè mình sẽ còn quay lại đây nhiều lần để quay gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn những cái thay đổi của từ cái mùa đông qua tới mùa xuân, rồi bắt đầu từ mùa xuân qua tới mùa hè, thì để coi cái khu vực của Palmen Garden này nó thay đổi vào mỗi một mùa như thế nào nha các bạn. Tiện đây mình cũng xin được thành thật cảm ơn tất cả
quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, theo dõi, ủng hộ, khích lệ cho mình về mặt tinh thần trong suốt thời gian vừa qua, để mình có thêm được cái nghị lực tiếp tục đeo đuổi cái niềm đam mê làm YouTube của mình. Thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều. Và mình cũng không quên cầu chúc cho tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cũng như tất cả các bạn luôn luôn được dồi dào sức khỏe trong cái mùa đại dịch bệnh Corona Covid-19 này. Và tất cả mọi người gặp được mọi điều hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống hiện tại cũng như tương lai sắp tới nha các bạn. Thân ái, hẹn gặp lại.